Bạch sư cho con hỏi, tâm hoảng sợ trong nhân gian và tâm chán sợ sanh tử có khác biệt nhau hay không? Thì xin thưa với quý vị đó, cái hoảng sợ và cái chán sợ nó khác nhau chứ gì. Giống như mình bị chồng đánh, mỗi lần mà thấy ông chồng là mình sợ, thì nó khác với cái chuyện là mình chán chồng rồi mình ngó ông chồng nó mình chán muốn chết luôn. Hai cái nó khác nhau. Cái sợ đôi khi họ sợ họ không dám bỏ, nhưng mà cái chán là mình chỉ chờ cái cơ hội là mình bỏ nó mình đi thôi. Hai cái nó khác nhau nhiều lắm. Cho nên cái người hoảng sợ đó thì họ sẽ chết, và họ sợ cái chuyện là chết rồi họ không biết họ đi đâu. Còn cái người mà chán sợ á, thì họ chán cái vào chuyện mà sanh tử luân hồi rồi, cho nên là họ không còn muốn tái sanh nữa. Cái người sợ thì họ vẫn còn muốn tái sanh, còn người chán sợ họ không còn muốn tái sanh. Cho nên nó khác nhau rất là lớn ha.